chị ơi em tới rồi nè. Chị giao hàng đúng không chị? Dạ, tiền của chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Làm ơn dọn dẹp sạch sẽ ở đây trước khi đi. Chúng tôi sắp mở cửa rồi. Thôi, dọn dẹp đi về chị. Dạ alo ạ. À, dạ, tiền giúp việc của em là 50 ngàn một giờ. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Ủa anh ơi, sao giám đốc họp lâu ra quá vậy anh? Anh thông cảm đợi chút xíu nha, tại giám đốc này họp gấp á. Thiệt tình lâu ghê luôn á. Không biết khi nào mới trả lương cho mình nữa. Có khi nào quỵt luôn không bà? Ừ, chắc không có đâu. Chắc giám đốc sẽ trả lương mà. Alo, ai nghe nè? Alo, ai hả? Em tới rồi nè. Vậy để hai ra đón nha. Ủa giám đốc ơi, khi nào có lương vậy ạ? Bây giờ ai phải giải quyết chuyện này xong rồi anh ơi, rồi ai chạy ra liền em vậy? Đợi chút nha. Dạ dạ. Thôi nếu như mà chị hai bận quá thì em có địa chỉ mà để em tự về cũng được, không sao đâu. Em đợi lâu chị lắm rồi giám đốc ơi. Khi nào có lương vậy giám đốc ơi? Về giờ giám đốc ơi. Bạn có biết cái hành động vừa rồi của bạn đã làm mất mỹ quan của thành phố này không? Ủa, mình đọc sách mà. Tôi không có nói cuốn sách, tôi nói cái đó kìa. Lượm đi chứ. Xin lỗi, mình không cố tình. Gì nữa, tôi lụm rồi. Sao bạn ích kỷ quá vậy? Tôi kêu bạn lụm thì bạn chỉ lụm đúng cái đó thôi hả? Xung quanh còn rác quá trời luôn nè. Kìa cái bọc đó nữa kìa. Đây nữa nè, lụm đi. Đây nữa nè, ở trong này còn nhiều lắm nè. Đây nữa. Nhưng đó, mà... lụm đi. Mà đâu phải rác của tôi đâu. Ủa, không phải rác của mấy người thì mấy người không lụm được hả? Bảo vệ môi trường là ý thức chung mà. Hành động đi. Đây nè, nắp chai nè. Nhưng bắt lụm. Nhanh tới... lên, nhanh lên. Nhưng mà phải lụm tới chừng nào vậy? Thì lụm chừng nào hết thì thôi. Ơ, xe không thả, 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 xe không thả. Bạn có sao không vậy? Không sao, mình sao? Tại vì cái xe á. Chứ tôi... Có thiệt là không sao không? Tôi thấy chỗ này cũng sạch rồi đó. Hay là mình đi chỗ khác đi. Thôi mình xin phép nha. Ê, mà khoan. Cái túi này... Cái này là bọc trứng gà tôi dưới quê đem lên, không phải rác đâu. Ê, bà cầm giùm tôi coi, chờ tôi chút. Nè, cái này là cái túi vải á, có thể sử dụng được nhiều lần, rồi có thể giặt nữa. Tôi thấy ông dễ thương cho nên tôi tặng ông đó, đừng có xài cái bọc ni lông đó nữa. Ôi, cảm ơn hai bạn. Không có gì, nhớ nha, mai mốt đi ra đường á, bỏ rác thì phải cẩn thận đó. Rồi, đi nha. Xin lỗi. À chị hai. Ê, trời ơi giỏi quá ta, tìm được đường về nhà luôn. Ê hai xin lỗi nha, đang lý hai phải qua đón em á. Nè ông mới nói. Ôi, lớn rồi quá nghe. À, giờ này cao dữ vậy. Thôi, vô nhà. Dạ. Chắc đi xe mệt lắm hả?
sao đâu, có gì đâu. Dễ ẹt, đường về thôi. Tôi hỏi mấy người đi. Để hai dọn dẹp cái nha. Ê, để em phụ cho. Thôi được rồi, ngồi đó đi. Ngồi đi. Ê, mày dưới quê sao rồi? Ba sao rồi? Dạ. Ba thì cũng không có việc gì làm hết á. Rồi tối ngày mượn nợ tùm lum đi quýnh bài. Có bữa nhậu say về tới tối khuya. Biết nói sao luôn á. Nè nè, hồ sơ chuyển trường xong hết rồi đó. Mới có việc đi học thôi, mọi chuyện để hai lo nha. Dạ, em biết rồi. Ê mà lát nữa tối á, hai có ca làm. Ở nhà được không vậy? Dạ được chứ, em đàn ông trai mà, có gì đâu sợ. Ôi em đã nói em ở nhà được mà, chị hai tính nhốt em ở nhà luôn hả? Ổ khóa xe đạp. Xe đạp nào? Để sau nhà nè. Mai mốt đi học đi xe đạp hay đi bộ? Ủa? Dạ. Cảm ơn chị hai. Thích quá à. Giờ ăn gì nấu nè? Thôi, để em tự nấu cũng được. Chị hai làm đi. À, em có đem một cái món này chị hai thích lắm nè. Đó là trứng gà xo dưới quê. Ui khoát nhẹ 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 nhẹ. Thôi thôi thôi. Ôi hên quá, không có bể cái trứng nào hết. Dưới quê trời ơi đã quá. Mai làm cái gì về cái trứng này mới được. Dạ. Yeah. Ừ. Thôi chị hai đi làm đi. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.